Anh Thành, vậy tối nay anh không có chỗ ngủ hả? Gì mà thê thảm dữ vậy trời. À, Winner nè, nhà ông còn chỗ đó, ông cho anh Thành ngủ nhờ đi. Không được rồi, mẹ tôi với chúng Nguyên khó lắm, không dễ đâu. Thôi, cảm ơn mấy đứa nhá. Thế là tối nay anh qua công viên, hoặc đồn công an ngủ tạm vậy. Trời. Trời ơi. À thôi anh Thành, hay tối nay anh về nhà chú Tùng ở đi, rồi anh ngủ chung với tụi em. Có gì ngày mai tính tiếp. Cảm ơn em. Trời ơi, bà không nghe chị Vi cảnh báo rồi à? Nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ còn dẫn trai vào nhà nữa. Chứ bây giờ anh hoạn nạn vậy rồi biết sao. Tôi mặc kệ, tôi tin anh Thành là người tốt. Nếu như mà không được thì cùng lắm tôi và anh đường đường chính chính vô xin chị Vi thôi. Nghiêm nha, từ từ đợi tí kiểm tra đã. Chính à? Thì hồi nãy á, em suy nghĩ đường đường chính chính nó cũng ổn. Nhưng mà giờ suy nghĩ lại, anh ở có một đêm mà tự nhiên làm gì cho lớn lên, rồi tạo sóng gió gia tộc vậy. Giờ em sẽ cho anh mượn một phòng, nhưng mà phòng này hồi đó là của ông Đức đó nha. Ừ, anh ở một đêm thôi, mai anh đi liền á. Bây giờ mình phải đi nhẹ nói khẽ cùng Duyên, hiểu không? Shh, nhớ nha, đi đi. Bắt quả tang bà dám dắt trai về nhà nha, tôi mét chị Vi cho nha. Im, làm gì nói to dữ vậy? Có phải trai lạ gì đâu. Anh Thành nè, tại hôm nay anh không có chỗ ngủ, cho nên đưa anh về ngủ có một đêm mà. Nhưng mà không có được như vậy, bà hiểu không? Nhà tụi mình toàn nữ, biết là anh quen nhưng mà làm vậy không có tiện. Tôi phải nói chị Vi. Đó, đâu? Em quên chuyện chúng mình hồi xưa rồi à? Tiền em ý nợ anh, tôi trả hết rồi anh. Trả tiền đấy. Đi em. Anh tên gì ạ? Em tên Thành. Trời ơi, sao buồn nghe không vậy? Đứng lại. Trời ơi, sao tiền vé số vậy nè? Đứng lại. Vậy để em đi lấy gối lấy mền cho anh à. Nhưng mà anh phải ngủ trong im lặng nghe chưa. Chị Vi vợ này nhạy cảm lắm luôn á. Nhỏ tiếng thôi nha, đi. Hai đứa. Ủa, hai đứa đâu rồi? Tại sao giờ này không đi ngủ đi? Đứng đây làm gì vậy? Dạ thì tụi em đứng đây tâm sự. À dạ tâm sự, tâm sự. Ủa, bình thường hai cô có ưa nhau đâu mà tâm sự? Dạ đâu có, tụi em thương nhau mà. Dạ, bữa nay tụi em hòa nhau rồi chị. Ủa mà sao khuya rồi chị không ngủ đi, chị xuống đây chi vậy? Tôi nhắc nhở mấy người đi ngủ nè. Đi ngủ sớm nghe chưa? Dạ, dạ. Chị lên trước đi, chị tụi em lên sau. Em lên liền. Nhớ chị nha. Ok, cái gì tên chị nha. Vâng, con sắp ngủ rồi. Sao phải khóc? Không sao, con cũng nhớ mẹ mà. Con nhớ ba nữa. Mẹ nhớ nói với ba là con nhớ ba nha. Hỏi ba xem ba nhớ con không. Khoan khoan khoan, đợi em xíu. Dạ. Từ 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 từ. Trời ơi, anh đó nha. Thôi đi, cứ canh nửa đêm mà kể chuyện cười hoài à. Anh biết cái giọng cười của em rồi. Em mà cười lên mấy đứa nhỏ nó không có ngủ được kìa, thấy chưa? Ừ, thôi đi ngủ sớm đi nghe chưa. Ok ok, bye anh. Dạ dạ, ok anh ngủ ngon.
Sao nhà mình nay có gì khác khác vậy ta? Ờ, hay là tụi mình nấu mì cho anh ăn đi. Thôi, để tôi nấu cháo cho anh. Chị Vi. Chị Vi. Ảnh nào? Ảnh nào? Dạ. Tôi hỏi ảnh nào? Em chào chị Vi. Trời đất ơi, tại sao vậy? Tại sao hai đứa không nói chuyện này cho chị biết? Dạ. Tại em đó chị. Không phải lỗi của mấy đứa đâu. Em chủ động xin mấy đứa cho em ở lại đây đấy. Hai đứa không nỡ để em ở ngoài công viên. Ủa là sao? Chứ không phải em thuê phòng trọ ngủ hả? Rồi nói ngủ ngoài công viên là sao? Thật ra là... Chị gọi điện kêu không không chị. Em thật sự không còn cách nào khác á. Em còn đi thuê phòng trọ, nhưng mà do em chơi nhạc to quá nên họ đuổi em đi. Rồi về sau em xin ở lại quán chú Vượng. Chú Vượng cũng đuổi em đi. Rồi em không còn nơi nào để ở nữa. Em xin chị đấy. Không có được. Nhà chị toàn con gái không à. Em là con trai em vô ngủ lỡ có chuyện gì rồi sao? Thiệt tình á. Thôi bây giờ lỡ rồi, khuya quá rồi ngủ lại đây một đêm nữa nghe chưa? Mai về đó. Chị với... Nè, hai đứa không có coi lời nói của chị ra gì hết đúng không? Chị nó không có được dẫn con trai vô nhà mà. Dẫn cái gì mà dẫn? Bộ chị kỳ thị con trai lắm hả? Tụi em lớn hết rồi, tụi em tự biết bảo vệ bản thân mình chứ. Với lại anh Winner là anh Thành có phải là người gì xa lạ đâu. Toàn là bạn bè của tụi em không à. Đừng có châm dầu vô lửa nó coi. Châm dầu vô lửa cái gì? Chị á, chị đúng là quá đáng mà. Nè, chị Phi,